Vô hỏi thứ làm chi? Hỏi thứ anh thôi, con ngồi xanh. Hỏi thứ đừng biết cách rồi để nói chuyện với anh đó. Cái này bề ngoài không tin nha, cái gì á nhìn thấy mà tin rồi một cái đi là lại sắp mặt lò luôn á. Không mày nè, lại cho mấy, còn không lại thôi đè đầu cũng lại. Nhưng mà lý do là sao vậy? Hả? Lý do là sao mà vậy? Anh này, cái thư của ảnh nó có liên quan tới tâm linh rồi. Thứ hai, nếu mà miền Tây là anh đẻ đầu tiên đúng không anh này? Đúng. Cũng là trưởng trưởng nam nữa. Một khi mà ông này là chắc nịch nha, ông này không có xà bằng nha, nói đâu là ok đó. Mà lúc mà ông nói chơi là không ai nói lại ông luôn á, nói mà cười lộn gục xong chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà khi ông làm công chuyện là ông được chuẩn. Thì ông này có con cái nè, nó nghe nè, đau lưng nhức mỏi rồi, tê tay chân chân á, lo thuốc đi. Con mắt nó ảnh hưởng tới con mắt rồi đây, đừng bỏ qua, đừng nói già mắt mờ nha, mắt này không có mờ đâu đó. Mua thuốc dưỡng mắt vô đi anh hai, ra tiệm thuốc á, còn không đi khám thì cho thuốc. Mắt anh khô quá trời khô, trời ơi, cầm quanh lăng mà để mắt khô là không có tốt nha, để nhiều khi không được à. Cái này ok nè, anh đeo anh về anh đeo hồi xưa của mình đi, em không nói đạo, theo cái lời ông bà của mình á, để móng tay ra một chút ha, tay cầm qua lăng á, đeo cái chiếc nhẫn cầm qua lăng đi để cho có tiền. Là bên này. Tay trái của anh đó, anh đeo cái ngón đó đâu có tiền vô đâu. Cái này đúng không? Ừ, tại anh cầm qua lăng á. Ừ, đúng rồi đó, biết sao không đeo, dừng hỏi em. Hỏi mấy cái đường đi. Để móng tay ra dài một tí, Dạ. lấy móng tay dài một tí đi anh, cầm hoa lăng mà nói rằng gì già hưởng phước, ra đời tới giờ cái gì cũng cầm được. Hao em tôn trọng anh thiệt, nếu mà nói về anh em ngoài đời thực tế rồi đó, em tôn trọng anh thiệt, còn tôn trọng em chửi anh đấy lúc đầu rồi. Anh biết sao không? Anh này nè, cái gì anh chơi được là anh buông xuống được đó, anh không có ghiền. Em tôn trọng mấy người vậy lắm, chơi không có ghiền, chơi còn nhớ đừng về nhà là em ok. Nhưng Ok, mà theo chị thấy ảnh là có cái phần tâm linh không? ảnh sanh ra cái thứ hai là có cái quan thứ sáu rồi, nói gì nữa, ai mà dựa nổi ổng, có bà dựa không? Bà xã, bà xã dựa được chưa? Ông anh này ok, về đây chiếc nhẫn vô, đeo tay vô đi anh. Tiền đó, còn tài còn lộc, cái lưng của anh nó đi mua thuốc uống nha anh hai, cái lưng á đau lưng cái tê tái đi khám qua một phát đi để nó nghẹt cái mạch máu nào, vậy muốn có biết là nó tắc nghẽn cái mạch máu nào làm cho anh đau thì nó nghẽn đâu biết được, giờ có máy móc đâu mà kiểm anh. Em không phải mắc lịch sự đội nón em mà ngồi đây làm đội nón từ sáng tới chiều, mà em bỏ cái nón cái này phải chui dưới đất sàn. Anh thấy nè, anh vô anh thấy cái đất sàn có chiếu không? Khách về xong là em chạy ghế vô đất sàn em chui đúng không? Nó trôi, nó trôi con mắt của em. Vậy lát chị cho mấy anh em xuống tham quan cái đất sàn của chị nha. Đất sàn đó anh hai nằm nãy giờ không thấy nữa. Khách về là anh thấy, đã thấy mấy người đó, em về em lột nó phải chạy dưới sàn, còn không làm đội nón hoài luôn á, nó trôi. Trốn đến sàn, thợ trả là gì mà trốn đến sàn? Không phải có con chó đầu hai xong rồi chơi, chủ mắc giữ cửa xong rồi giờ ra giữ ngồi xong rồi chủ về chạy vô ngủ. Có thấy gì nữa không? Hả? Thấy cái gì thì anh em mình nói chuyện nghe chơi thôi chứ thấy gì. Ông anh đề để bộ rau bộ tóc này được, còn thằng này em thấy nó làm kiêu cạo mà. Đầu tiên là thấy là kiêu cạo đó anh. Sao vậy chị? Hả? Không hợp hả? Không, Không phù hợp không? đúng rồi, em mà lúc đầu em gặp nó là vui lắm luôn hai anh em hai chị Nhưng em. mà nhìn chị nhìn nó râu dê á, sao mà Hả? hợp? Cái râu làm biếng, Đủ không? Không? cái râu làm biếng, cái râu lì. Đi hả? Kỳ vậy? Nó để vô làm biếng cái lì chứ Giờ chị thấy em sao? Chị thấy em sao? anh hai thôi khỏi nói rồi, anh muốn là khỏi ai nói, anh muốn làm là khỏi ai phiền vậy đó. Muốn đi rồi không ai cản thôi. Được ok á, nhưng mà mừng cho anh. Để móng tay dài nữa là trong nhà sẽ di hoài di quý từ lớn tới nhỏ đó anh, trên hận chứ hòa đó anh hai. Bây giờ
đổi đi. Nếu mà mình biết thương anh em trong nhà lớn nhỏ, về tự tự anh đọc cái gì đó đọc kệ anh, mà làm sao mà cho anh em buộc hình anh tên thằng Vũ Hòa là được, ok. Thanh thông mọi chuyện là ok. Xong qua đây mấy anh em mình nhậu cà ok. Ok, vậy đi. Thấy nó có hành thông gì chưa? Em nói về làm thì nó cũng gần mãn nguyện mà chưa được như ý nguyện. Đổi cái đi qua để ăn nhậu có nhiêu đâu, mấy anh em mình hùng ngửi chút vô nhậu. Đúng không? Có bàn sẵn đi, mẹ cho nhậu mà. Nhặt cái anh không biết nhậu. Không nhậu ăn. Vậy là còn mừng. Anh không nhậu em còn mừng nữa. Ăn đi. Được có một cái là tài chánh không đủ thôi, chứ tài chánh mà đủ một cái là trong nhà ok, là trong ngoài anh này ok nè. Một cái là tài chánh hơi yếu kém mà còn màu đặc, hơi yếu kém mà còn đeo vàng nữa chứ. Anh có đói bụng một kìa, bảy làm đồ ăn đi, mua đồ ăn. Còn mình ăn đồ nướng mình chiều ở đây nó sẽ kéo nước thôi. Được. Còn bà quản gia đó heo hồi đời ngoại em tới đời em, Covid ba chưa chết khi em về đang bả ở đây đó. Còn nữa có khách tới thì mấy người ăn sớm lại nấu đồ ăn, chứ em không có biết nấu đồ ăn. Dạ chị nhìn, nhìn mấy anh em có ai có đủ có thiếu có dư cái gì đó chị trang hoàng. Anh nhà thứ mấy anh nấu chắc thứ một thôi hả? Xưa giữ hồi xưa đó, cái này là ghét luôn, xưa đông á. 11 anh là út luôn hả? Không còn nữa đó. Thì lại còn hơi biết cái nữa. Thôi, tội nghiệp hôm nay. Thấy anh vậy chứ. 11 mà hồi nãy cộng nó tội nghiệp. Tội nghiệp cái gì? Hả? Tội nghiệp cái gì? Bây giờ anh đi nhiều nơi nè. Anh thấy cục đá nào có duyên với anh á. Cục đá nha, anh như dụ anh về núi rồi á. Anh thấy cục đá nào có duyên á. Anh đập cái mặt anh vô đó đi. Cầu. Không cầu mình nói đơn giản thôi, những gì anh còn ấy gửi đi. Nhưng mà cục đá mới được hả? Đi về tên hoặc là cục đá to vậy mà mình về hướng núi á. Chứ không phải là anh phải lên ở năm non bảy núi cần thiết. Đi về mà hướng nào mà có núi cục đá to như cái cục đá trên núi mà bự bự vậy nè, như bằng cái ghế ngồi vậy nè. Gửi đi anh. Không là chứ hay chứ khui gục khui ghê. Tụi nguyện. Gửi là gửi cái gì vậy? Mình nhiều chuyện quá, để ông có chuyện quá, ông buồn phiền kể ông đi, ông cần thì kể ông. Cậu mở cậu không gửi được rồi. Gửi ra anh về giúp gia đình, giúp anh em trong nhà. Em nói anh đừng giận trong nhà anh, còn anh em cứ đổi đi, năm nay đổi được đó. Năm nay của mẹ nè. Đổi là sao? Ví dụ như anh nói là bây giờ cho tôi á, trong gia đình tôi á, anh em tôi thuận thảo tiền bạc, hết nợ hết nần từ lớn tới nhỏ, kể cả tôi có tiền có bạc. Thì bây giờ tôi gửi gắm ở đây, tâm sự của tôi gửi ở đây. Còn bây giờ mấy bạn tôi, mấy nhỏ bạn tôi không tin tưởng ai, thì tôi chỉ tin tưởng ông thôi, tôi gửi ông. Gửi mấy người sống nhiều chuyện đó này, gửi đó cho chắc. Ví dụ như đây, ví dụ như mình tới đây mình có, ví dụ mình có giúp người ta, mình có coi chỉ tay rồi không? Coi chỉ tay làm chi, hay bó đầu coi. Cái thấy giống quá. Không, em không bao giờ đụng bất cứ ai trơn, từ cái người phụ nữ đó nhìn anh thấy vậy đó. Thấy cái mạch đó có vấn đề gì bên nó khoa học á, em sẽ bắt mạch với người ta. Chứ không bao giờ đụng vào cơ thể bất cứ ai. Nói như vậy. Em có đi học đàng hoàng đó, tổ của em là ở trung ương, nó nằm ở thành phố á. Tổ của em là cái ông nãy em hãy nói hệ đồ đó. Sư Minh Trí hả? Em học bên đó. Hồi đó em nhà em nghèo lắm, em đi học thuốc bên đó. Em không có chỉ nói như gì nãy nói, nghĩ nãy giờ anh ngồi anh nghe đó, bà con đến đây em nói xong rồi là về hết bệnh luôn. Nhưng mà nãy hai cô nãy ra đây là hỏi gì vậy chị? Về sức khỏe anh, về sức khỏe mình với tất cả người ta làm ăn này nọ đó. Nhưng mà cái nào bệnh nào mình thấy ok thì mình khuyên. Còn cái bệnh đó liên quan tới về á, trong người là mình phải khuyên người ta đi khám bệnh. Cái bệnh đó mình không thể tị về tâm linh được, anh hiểu không? Mình thì không được, mình đeo lại sau này người ta bị tai biến tội nghiệp người ta. Như vậy. Còn ví dụ như là bên sắc đẹp, em ở đó cũng là mở tiệm làm spa. Là các gì em cũng có làm hết đó. Thì là phải dán
Nó chuẩn bị đi Thái Lan. Mô Phật đi đi. Chúc mừng em ấy. Đi giống anh về cho mấy đổi đời đang ai đi chung em mấy đang đỡ. Vậy chứ giờ chưa đổi đổi hả? Không, bây giờ đổi lắm rồi. Nếu mà lần đầu tiên thì gặp em tới giờ là em đổi. Đổi nhiều. Mà có cái chưa đổi, còn hầm gâu. Đó, mày cạo gâu thôi, vé cái này lên nữa là đổi luôn á, là nếu như đi lên Thái Lan được luôn, mua vé được không? Ừ. Đúng rồi. Phái từ lâu rồi đó. Cười miễn, cười chi luôn á. Người ta cười cả nó cười miễn chi. Dạ biết nhà chị rồi, lâu lâu chạy qua đi chơi, coi mấy chị có ở đây thì chạy qua đây, cố còn chắc chịu nữa. Các chị ở đây bán đồ sông nhiều lắm, mặt người ta đi kéo cái sông vô. Lúc trước em ở đây suốt từ 2001 tới 2008, 2006 luôn à. Anh Hai ở đâu? Ngày nào cũng đi qua cánh này, tên đi mua xe nên. Rồi, ok. Em thì có ba chỗ. Ví dụ cái đường này vô á, là vô có một cái đường tên chợ. Cái đường này với đường tên chợ nó cũng có liên thông luôn đúng không? Tên chợ có đường đi vô, ngay chợ có đường đi nhưng vô. Nhưng mà anh Hai không chạy xe này vô được. Không chạy xe vô được, nhưng mà tại trong đó có một cái anh cũng ở góc ở dưới gần dưới tên anh Hoàng. Em không gần. Em cứ ở vòng vòng đây nè, rồi xong là em đi trở về thành phố có chỗ rồi. Em chưa bao giờ mà gọi cái này mà đi lòng vòng hết trơn á. Anyway. Có tôi bụng nói nha, trời mày biết rồi đó, nhiều khi hai anh này ngại đó, bụng nói em điện mấy anh chị mua đồ em nghe. Không được rồi. Không có nói thiệt á. Con, không có nói bụng, ở đây có cái cây gì á, là ok à. Vườn mình hết rồi. Bây giờ vườn mình hết thì mình qua mình trộm vườn ta. Giờ không luôn, khu này giờ không còn luôn á em. Vườn ta không có luôn hả? Không. Ta cùng làm một lọ. À, đây là đúng rồi, em hãy để mũ làm một người thế. Ở đây là cô ngoại, ngoại đưa ra cho em làm. Nếu mà nói tính theo cái tuổi của em á, em làm á được 30 năm rồi. Em nay là nhiêu rồi? Em tuổi Hợi. Em làm hồi em còn học lớp 4, lớp 5 á. Tám mươi, tám hai. Tám ba. Tám ba. Em Quý Hợi. Bốn chục, bốn món. Ba năm sau anh gặp em cũng 40 nữa. Còn 2640 nữa. Bà thượng chị Linh thì chị Heo Linh có hồi trước hay cứ kể về ông nội, ông ngoại của chị Heo Linh. Hôm nay sẵn đây á, chị Heo Linh có thể kể về ông nội, ông ngoại của chị Linh hồi trước làm thầy như thế nào không? Ông nội của em á là làm thầy Pháp. Mà cái thời chiến tranh và mình nói về Luyện Hiếu Linh đó, là ông nội em làm đó. Tới bây giờ ông nội em cũng vẫn còn nổi tiếng với ông nội. Người ta nghe nội làm thầy đó, sau này người ta nghe có con cháu á, nó nghiệp cái người ta đớt. Nhưng mà em không có theo môn nội. Không có theo môn nội. Em chỉ theo môn nội được có vài cái rồi. Còn cái chuyện mà ác thì nội em không có làm. Thưa chị thì nghe người ta nói là luyện thiên linh cái là nó sẽ là tà đạo và ác mà có chị thế nào? Tại vì ông nội của chị á, hồi đó ví dụ như em lợi muốn ông nội chị á làm cho em chết ấy, thì em phải dâng cho ông nội chị một con gà trống. Là người khác ha, là yếm người khác ha. Yếm là ví dụ như nội nó đi về tới nhà người đó chết thì quay lại ông nội chị sẽ đóng một cái quách là có một đứa cháu trong nhà chết. Tới chị là đứa sắp sửa đóng quách mà ông nội chị không có đóng quách. Mà ông nội chị nghe người lớn với bà con ta kể lại chứ gia đình không dám kể cho chị thì sao? À, có nghĩa chị nói là ông nội có người nhờ ông nội chị hại cái người đó. Ừ. Là nhưng mà ông nội chị làm thì con cháu trong nhà sẽ mất. Đúng, ông nội chị sẽ nói hết chứ không phải ông nội là bữa nay tụi bay chuẩn bị con tới con tụi bay á. Ông nội đều nói. Tại sao? Tới chị là ông nội cũng nói là tất cả ai cũng khóc mà tới xương chị nội không có đóng quách. Ông nội sẽ làm mọi cách, ông nội thắt lên lưng chị nhiều. Nguyên nhân tại sao mà biết rằng là mình thư yếm người khác mình phải trả giá mà tại sao ông nội chị vẫn làm thì có biết được? Tới giờ chị cũng không có biết lý do tại vì ông nội đấu sách với người ta. Đấu khẩu á, chứ không phải đấu sách, đấu khẩu, đấu qua đấu lại gì. À, giữa hai người thầy đấu với nhau. Đúng á, tới giờ chị biết lý do đó. Hai vị thầy đấu với nhau cho nên
chứ không phải là do thứ bên kia. Đúng rồi, tới chị là đứa cháu nội có đóng góp, là biết là ông nội chị biết trước rồi sẽ mất luôn, rồi kêu đóng góp luôn ha. Đúng rồi, tại ông nội chị hại em là ông nội chị có nói mà. Ông nội chị hại em là ông nội chị chấp nhận. Ông nội, ông nội chị hại người ta. Để nó chịu mày. Ờ vậy muốn chịu. Ờ để nó chịu mày. Mày cứ chịu lại đi. Ủa vậy? Quay xong rồi nó đóng vai, nó không chịu đóng vai. Nó phải đóng vai, nó phải đóng vai. Nó là người hỏi, nó là người phải đóng vai. Đóng vai, chịu đóng vai mà hỏi. Tập nó không bỏ bao nhiêu năm rồi làm vậy? Hỏi đám chịu đóng vai. Chị cảm bây giờ xe nãy giờ em sợ lắm rồi, hơi kìa, cũng hơi lỡ đổ một hơi luôn, hơi rối rối tại vì chị mới đầu chị phát lấy cái điện thoại vô chứ. Rồi à, chị nói á là người khác nhờ ông nội chị hại người khác hay là đấu ai, chị nói rồi em mới lục lại, em hiểu rồi, em hiểu vấn đề như vậy là người khác đến nhờ ông nội. Ừ, đúng rồi. Đến nhà ông nội của chị. Ừ. Hại người đó. Ừ. Xong rồi bên đó bắt đầu người ta mới nhờ thầy phản lợi, thì hai bên phản thì ông nội chị biết là sẽ có trong nhà sẽ có một. Không, no. Không vậy luôn. Ví dụ như anh hai lợi chị nè. À. Anh hai nói bé Linh ơi, bây giờ em yếm cái thằng áo tán này, chiều nay nó chết rồi chị. À. Ừ. Rồi ông nội chị mới nói ok. Đứa bay sắp nhỏ đâu. Chuẩn bị á. Búa đinh đòi cho tao đóng cái quách. Là đóng cái quách bên gia đình ông bên nội á. Là bên đây này con chết. Con cháu ông nội này chết luôn. Này chết luôn. Ghê vậy. Thì có nghĩa là đánh đổi á, một đánh đổi một đánh đổi một đánh một. Nhưng mà hồi đó là đổi có giá trị. Tất nhiên là cái ân quán là phải lớn. Người ta mới làm, không lớn thì đâu làm. Chỉ như ơn nghĩa đó. Nhưng mà tới đợt của chị là đã là chuẩn bị đóng quách trước rồi, nhưng mà ông nội tới chị là không đóng quách, không kêu ông nội kêu tụi bay đem hết dao trong nhà ra rồi đem miễn đem cái tô chén rồi ra đây. Vậy là có nghĩa ông quá giải cái gì đó, ông quá giải tên lưng chị nhiều lắm. Tất nhiên là ông cắt ở tên lưng, ông xả rồi. Ông xả tên lưng không biết, ông tên lưng em có ông khắc chữ nhiều lắm. Dạ con gì con chữ đó chữ tàu. Dạ con coi được không? Không cho coi. Dạ, những người nào cạo cạo lưng em mới cho coi. Cạo lưng là sao chị? Từ khi nào chị bị gì đó. À, đó đó hả? Chứ giờ dạch ra ứ ngực luôn. Không, nhiều lắm. Em là đứa đứa là được thoát cái cảnh đó nên giờ em bà trợn mới gặp anh à. Ủa, ông nội chị là cũng như người Tàu hay là người Việt chị? Ông nội em là người Việt. Việt. Đúng rồi. Nhưng mà ông nội em đó, hồi con trai đến rồi chết, không có mang dép. Đi chân không à? Nói đi cưới vợ rồi cũng đi chân không nữa. Không có mang dép. Cái quê mình ở đây luôn hả? Quê mình ở đâu? Quê nội em là quê ở đây. Ở đây luôn, Đà Lạt luôn. Đúng rồi, quê đây. Hồi đó là ông nội chị tên tên là gì mà nổi tiếng ở đây vậy chị? Không nói được. Không nói được. Ừ. Ở đây có nhiều ông đó cùng với nội luôn. Ông đó đi ở đây gần đây nè. Bây giờ cũng còn nổi tiếng. Dạ, thưa chị là cũng như ông nội chị là chọn chị làm cái người để sau này làm lại cái nghề đúng không? Không biết nữa. Không biết luôn. Nhưng đúng rồi, sau này lớn lên nó thì đi học thì cũng làm vậy đó. Ở đây có mấy bà đi đi nãy anh đòi đi đó, nãy anh hai đòi đi đó, đi xuống xe đòi đi chạy cái chị bảy kêu trả về cho anh đi đó. Ừ, người ta đi bệnh viện á, về người ta cầm được em ra em bước em muốn ngoài này nữa. Em đưa cho người ta sắt ta uống cái nó hết, cái từ đó là làm luôn rồi. Cái đồ mấy anh đó ngoài xã đó mà anh cũng mặc đồ u tùm lum hết, giả dạng vô đây cũng chính mấy người đó đưa cho em đi học. Nhờ bên Đông Y á, nhờ mấy anh đó. Nhưng mà chị thì người ta cũng tin đúng không? Không, cho em đi học nhà nước nữa. À, em đi học đưa em lên tới đó đó, tới cái hình đó đó. Em lên phố học. Vậy ông nội hồi xưa là thầy bùa hả chị? Đúng rồi anh. Thầy Pháp là thầy bùa. Đúng rồi, ông nội. À, tới bây giờ cũng còn cái tiếng là ví dụ như là ai ngủ với vợ bao nhiêu lần bao nhiêu cái ngoài ông nội đếm đủ hết mà đếm lòng không số một cái luôn. Sao mà biết? Không biết. Không biết. Rồi ví dụ cái hình nào, hình của Minh Sư Trí đó là sao? Là tổ thuốc nam của em đó. Tổ thuốc nam là ta cũng được nhà nước công nhận là lễ lộc đàng hoàng. À, là dạ. Ở đâu, gốc ở đâu?
Nếu mà chỗ em học đó là ở trung ương trên quận 6 á. Nếu mà nói về ông Minh Sư Tý này, là ông Minh Sư Tý này là một vị đông y hay Mà là hồi xưa đó em nghe những người mà dạy á là đừng quay ống nha anh, đừng quay ống, họ nói riêng thì ông tìm bằng nước lạnh không anh hai. Dạ sau này mình vô đi học, ai mà học bên ngành đông y là vô đó người ta nuôi mình miễn phí hết, học xong rồi anh thi đậu bằng này nọ người ta sẽ đưa anh đi mấy năm nữa xong mình về làm. Dạ thưa chị, thì khi mà tổ của chị là Minh Sư Trí và trị bằng nước lạnh thì chị cũng được được chân truyền của tổ hay gì? Không, chị đi học heo pha học bây giờ. Chứ không có học bằng nước lạnh. Không, chị vẫn đi học hợp lệ nhà nước đàng hoàng. Ừ. Tại Nếu vì có cái bà trợ không biết đường đi thôi à. bây chứ bây giờ nếu mà chị trị bằng nước lạnh chắc là nhiều người có tiền đến. Chị không tì bằng nước đàn mà chị tì bằng cái khẩu nãy em nói đó. Cái khẩu của em mấy chục năm nay vậy đó này, nó vui vậy đó. Nói như vậy. Dạ thưa chị, thì khi mà chị là người cuối cùng, ông nội chị dùng cách hóa giải và sau đó ông nội chị còn làm đó chị. Không, sao này ông nội chị chứ cái bác đó đấu khẩu hai người mất. Mất người tấp nhỏ không được hù quán với nhau nha, nó có giao kèo Là hai bên đấu pháp với nhau, nội như mình nói chuyện nè, nói chuyện hết đó chỗ ở đấu khẩu đó vậy, người ta là coi như là người ta thuộc về mặt thượng thừa rồi, mà đấu cao rồi. đấu rồi là tay hai Nhưng mà có cái là mình gốc ở Phú Phụng luôn hay là ở ở ở làng Phú Phụng này luôn hay là ngoại em gốc ở đây. ở Phú Phụng luôn? Ngoại em gốc ở đây. Chị có thể chia sẻ cái vấn đề mà hai vị thầy đấu với nhau mà gọi là đấu khẩu, nhưng mà trong cái pháp của quyền viên nó gọi là đấu pháp với nhau, nên là Không phép đấu khẩu. dài nó gọi đấu khẩu, nhưng mà sau đó Không thì dùng phép nha, chỉ dùng miệng thôi. Là tất cả là không dùng, ví dụ không cử động bằng tay, chỉ dùng cái khẩu. hậu Đó là những bà nội và những người khách người ta kể lại chứ hồi đó em còn rồi nhỏ mà. rồi sau đó khoảng bao lâu là hai hai người mới mất à? Thì đấu lúc đó người nào cũng học máu hết đó, về nhà khoảng tháng Cái sau mất. vậy thì theo theo như là trong cái quyền di và quyền thực đó là hai người đang đấu phép với nhau, đang dùng cái thần thông hay là đang đấu phép với nhau mà xong học máu rồi, cái thời gian mà hai vị đó mất lâu không chị, hay là Cũng tầm vòng 1 tháng. một tháng? Người chết trước chứ sao, ông kia chết trước ngồi chị. Dạ mọi việc mạnh hơn nhưng mà cầm cự không, cũng không qua khỏi. Ông nội chết hôm nay cũng trên 43 năm nhưng mà tới ngày giỗ nội khách nội vẫn cùng về đây. Vậy là nó cũng ứng vào cái cơ đó là chị là người cuối cùng và ông nội chị đã giải cái phần đó. Ông nội không đóng quách chị, lúc đó gia đình nội ngoại mấy bác đồ mừng hết. Đi nghe kể lại. Mà chuyện thật là ly kỳ ha, trăm nghe không bằng một lần biết, đó là vấn đề hai người đấu khẩu nhau mà học máu rồi trong vòng tháng hai hai vị mất hết. Không phải là đấu khẩu đâu, người ta đánh bằng tâm linh đó. À, chắc Nhưng phải vậy đấu anh khẩu Tùng, đâu. đúng rồi. Thấy không, anh Tùng nói chắc vậy đó, mà Hải Nguyễn nói rồi phải phải cự Hải Nguyễn, bởi vì Tại vì dễ á, sợ luôn. nói bằng cái miệng không à, ta giao kèo nhau là không dùng tay, dùng bằng cái miệng không à. Ta điều khiển âm binh bằng miệng á, đánh Dạ nhau đúng á rồi. hả, Được. đánh Lúc đó nhau vô có, ta hình có kia mà. bà con người ta làm chứng mà, nói là không dùng cử động bằng Vậy tay. là có nhiều người ở ngoài giám sát luôn Đúng rồi, à, đúng hay quá ha. Hồi xưa tôi làm cái nhiều chuyện cái mấy vấn cái câu chuyện chuyện của ông nội ta chị đó là chồng sớm ở chính đó ta còn hàng còn vẫn còn tiền miệng nhau không chị? đúng rồi, cái miếu của ông nội chị giờ bà con hàng xóm rồi nằm ở ngay quốc lộ 51 người ta dẫn đến người ta đốt mà người ta đi về ban đêm này nhiều Quốc lộ 51 là ở đâu? hả. Quốc lộ 51 ở Hồi chỉ cho. à, đừng nói cái miếu mà kỳ đó là vô đốt, là phải cái miếu đó không? Bên đêm đó. Không nhớ nữa, Trời ơi. Nhưng chị mà dẫn em đi nhiều quá em biết miếu rồi, nào. cái mà cái ông nội chị mất là người ta lập miếu luôn hả? Cái miếu đó là hồi xưa của nội mà do mấy anh đó xin được cái gì đó mấy anh mới lập cái miếu mới, chứ cái đó là cái gốc như đó anh ơi. Anh Có thờ ông nội chị đó không, đúng không? không Thực ra người ta nói cái miếu của ông nội, cái à miếu của ông nội người cũng ta như là em đi đến nhà chị nãy em kéo cả mình vô làm phải đốt cái nhang ngoài đó mới vô nhà nội nội mới tiếp. Là cái gốc hồi đó xưa trước nhà người ta có cái miếu đúng rồi đó anh hai, mà. là cái gốc nó có sẵn, anh đã nguyện xong rồi chính anh lại xin để tu sửa lại cái mới,
Thì bây giờ ai đi chạy xe ngang người ta vẫn biết đó là cái miếu của ông bà. Ông bà gì thì không nói được. Giờ ông nội chị là còn cái bổ bối nào chị? Còn cái đồ gì? Cái chuông của nội em để bến đó. Ông nội để một cặp. Cái chuông hả? Ừ, để một cặp. Một cặp chuông. Cái chuông nó phải đưa cho chị một cái, bác thì giữ một cái. Dạ. Ừ. Ba thì giữ cái dao. Nhưng mà cái đó nó có hiệu nghiệm gì không? Nếu mà nó... Tị tà được. Được. Về cặp chuông về cái dao. Ờ à, bác chị một cái dao ba chị giữ. Mà ba chị còn... Tại ba chị giống em á. Là sao vậy? Sao ma sao ta nhập? À... Dao không nhắn được ai chưa? Dắt cự, ông giữ luôn rồi hả? Ừ. Đâu. Thôi, nếu mà có sao chị đi. Vậy lần đầu tiên qua mấy chơi rồi biết rồi. Mà chị giờ về dòng coi có mai nữ nào theo em không? Không, có mà bị đê đeo mày á. Dạ yeah. Không hoài, gặp nó đâu nha. Trời ơi, chị nói đúng dữ vậy em. Chị em mà không đúng vậy, chị em cách nghĩa mà. Trời à, ơi, vậy mày giấu tao hoài. Em nói là nó khổ giấu. Không? Nó giấu. Khổ không là do nó. Ờ, dạ. Do nó. Sao chị? Vậy. Sao gì ta gọi là đua đòi đèo bồng đó anh. Đua đòi đèo bồng là sao? Thôi kìa mấy anh đi chơi dịch đi. Dịch nướng cái đường dịch. Là vậy hả? Có biết gì đâu. Ừ. Vậy là hồi xưa ông nội chị là cũng như có điện thiên linh cái luôn hả chị? Đúng mà anh ai cũng biết mà. Chuyện đó ngoài đời ai cũng biết mà. Có nghĩa là nổi tiếng luôn. Dạ đúng rồi. Chứ đâu có giấu được. Bây giờ đâu giấu được đâu. Nhưng mà sao không nói tên được chị? Không nói tên được. Họ gì chị? Thu Quỳnh. Thu Quỳnh. Nghe lạ. Cũng ông bà đó. Họ Thu Quỳnh ha. Thu Quỳnh. Họ Thu Quỳnh ha, Thu Quỳnh chị. Thu Quỳnh. Họ Thu Quỳnh. Thu Quỳnh. À, Thu Quỳnh. Mà không nói được. Hồi đó ông xuôi tài á, cứu ông xuôi gái. Ừ. Ừ. Ông nội chị cứu ngoại chị. Ủa ngoại chị cũng bên bà Quỳnh cũng thầy pháp luôn hả? Ông ngoại trị bằng nước lạnh, bà con của quá tới đời giờ ai cũng biết mà. Trị nước lạnh hả? Ủa sao giống cái ông nha? Ông gì ta? Ông... Đức có quản đó vậy? Thì nước đi ra ngoài chợ hồi nãy đúng không? Mình đây mình không có nói cái chợ gì nãy chợ đó mấy không? Cái chợ mình nói á. Yêu cầu ra mấy anh nói á. Bây giờ tôi muốn vô á nhà của cái ông mà ăn hai tô hủ tiếu mà bác Hồ trả tiền đó. Người ta nói cho gì sự tích trong đó cho nghe. Bác Hồ trả tiền? Ừ. Là ông ngoại chị. Cũng ngon ngộ ha. Ông ngoại chị cũng làm thầy và tị bệnh mình lành. Nhưng mà lần đó đụng trận cho nên phải nhờ ông nội chị. Không. Ông nội, ông ngoại chị hồi chiến tranh á, năm Mậu Thân á. Ông ngoại chị á, ở bên đây có cái đường, bên khi nãy đường kia mình đi đó. Dạ. Thì ông ngoại chị kêu cậu tư của chị á, là đi về cái đường này mấy anh em mình qua đây nè. Cậu chị mới chịu. Tất cả đều đi đường đó về đây. Có mình cậu tư chị đi đường này à. Ông ngoại nói là đi đường này là sẽ bỏ mạng cho giặc. Thì ai cũng về đường này, cậu chị về dưới đây bị giặc đè á. Mổ bụng mà về tới đây tất cả đi xuống. Thấy vậy cái ngoại chị tất cả đi chung nè. Bụng họng ngoại chị lại. Nếu là chết hết sao? Sau đó chiến tranh hòa bình trong ông ngoại chị nhớ cái cảnh đó hoài thì cũng hết. Đi đâu thì cũng hết trơn á. Ám ảnh không? Ừ, còn ông nội chị là người cứu. Cứu ngoại mà với điều kiện là gia đình phải tạ gả cô gái Úc cho thằng trai Úc của tôi. Khi tôi chết tôi sẽ trả cô gái Úc tở về gia đình. Chuyện đó bây giờ ai cũng biết câu chuyện đó mà. Nhưng mà cái lý do nó ngộ sao mà trả về? Là có nghĩa là ông nội chị chết đó thì mẹ chị sẽ tở về với quê ngoại. Ừ. Ừ. Ba chị sẽ lập vợ khác này nọ đi BC. Còn đi không là do mẹ chị thôi. Hồi xưa sao? Có hay có chuyện như vậy quá ha. À, hồi xưa là như vậy. Giờ có mẹ nó cũng vậy nên nó thích BBC. BBC. Nhưng mà nếu mà nói ngoài đời mà à, một chồng mà hai ba vợ á, bốn năm vợ á là chỉ có gia đình Hồ Quỳnh thôi, là bao nhiêu vợ đều thận hết. Hồi xưa là mấy ông thầy là nhiều vợ lắm. Hầu như là ba chị là ít vợ nhất. Ba chị là ba vợ như vợ vẫn thận thạo. Nhưng mà lúc mà thời ba chị là còn làm thầy không hay là... Ông nội còn làm thầy. Nhưng mà ba chị là không có làm thầy. Đúng rồi. Em có thắc mắc là hồi chị bây giờ mới nói là tại sao những người mà Hồ Quỳnh Nam, Hồ Quỳnh đó là có nhiều vợ. Nguyên nhân tại sao vậy chị? Chị không gần. Nhưng mà bà con người ta nói tại ông nội chỉ làm thầy người ta thích người ta đó rồi. Yeah. À. Những người mà Hậu Quỳnh thì thường nhiều vợ. Đâu phải ai Hậu Quỳnh nhiều vợ không?
Chứ ừ. Đức Quỳnh vô chủ có nhiều vợ đâu. Thì em ngồi chứ đâu phải qua đổ cả nắng. Ừ. Cái giường không có mình không nằm đó. Cũng như em nói ở trời, sao người ta cùng tuổi với em, người ta sướng. Em từng nói chị đi chung, chị đó nói mày coi lại coi mặt mày, tay chân, lông tay lông chân mày có giống người ta không? Cái tuổi nó giống như ngày rác, nó khác nhau. Tại vì không cái dòng bên đây là cái dòng có lo, còn cái dòng bên đó là không có. Nghe chữ lông, nghe chữ đó. Như vậy. Hồi đó em biết nó biết Hải nha, em quy quả để móng tay dài, tới vợ thấy có để đâu, nó cũng hết tụi lúa nữa. Nhưng mà để móng tay dài nó dơ rồi nhá. Nó cũng nói như anh nói em, cho nó bây giờ tao hỏi mày sống ở đây mày là người phàm. Mày heo mà giờ xưa ít nhất mày cũng qua để có đâu mày cắt chỗ lũi cùng mặn vậy. Nhưng mà nãy giờ chị phiên mấy người kia để móng tay dài cho chị không nói em. Em có nói anh dựa vào cục đá đi gọn đầu gì nữa. Bự con quá ôm cục đá đi, đừng có nói cho mày nghe rồi cả thế giới đều biết á. Ôi em mà tắm hả? Không biết tôi nói gì đó, không tin tưởng ngày nãy nói rồi, cũng tình gom cục đá đi anh. Ông bà mình nói á, mình hớp móng tay vậy là cùng mặn á. Đằng quảng mới dư. Ngắn quá. Có nghĩa mình để nó cũng hơi dài chút thôi phải không? Ra khỏi cái miếng thịt của anh này. Có nghĩa đừng hết cái xác thịt quá. Đúng rồi. Nè cái phần thịt của mình đây là mấy anh lúc nào cũng nằm ở trong không à. Nó cái nằm của người ta, cái móng người ta ra đây mấy anh lại chiếm vô trong hết trơn. Nói đúng rồi mấy anh. Cũng phải chừa này nó lấy tiền chứ. Đúng rồi. Cái ngã đó. Như đây là mặt học nhưng mà chưa lấy tiền. Làm phải chưa đừng chạy gì hết chứ. Vậy là cái thời của ông nội chị á, hồi đó có bệnh trị bệnh dông tà đâu. Hồi xưa dông tà em nói cũng nhiều lắm hả chị? Đúng rồi, anh nội tiền nhiều mà nội có nguyên cái đòn múa bóng luôn mà. Múa bóng có. Múa bóng là sao? Người ta bưng cái chén trên đầu á. Bên nội đội của nội là múa bóng nha, chứ không phải bóng xà bàn nha. Bóng xà bàn là khác nha anh trai. Múa bóng là khác đó. Như là hồi xưa thì bệnh mình cũng có kêu bằng cầu cái gì đó không? Dạ. Cầu bệnh đó là có đập đàn luôn. Hồi xưa á, không biết ông nội vậy có không ạ? Có luôn, nội có đủ hết á. Có đủ hết. Nhưng mà đội của nội là đội múa bóng, chứ không phải đội bóng xà bàn nha. Cầu bóng xà bàn là riêng nha, giống bên chung à. Vậy là cô câu chuyện của nội chị hồi xưa rất hấp dẫn lắm á. Tới bây giờ vẫn còn nổi tiếng. Nhưng mà chị có kể lại những cái câu chuyện của nổi tiếng của ông nội chị cho em và bà con trong nhà nước nghe thêm được không chị? Thì những gì em biết đó. Em đế dụ như nói rồi. Bà con đến đây em biết cái gì em sẽ giúp hết mình. Vừa của nội để lại, vừa của ngoại để lại và vừa em đi học ở ngoài nữa. Thì em sẽ giúp hết mình đi, nãy giờ anh nghe đó, anh nghe nãy giờ mấy người khách đến đó. Nhưng mà em thấy chị cũng có cái phần tâm linh, nhưng mà cái phần tâm linh của chị là ai, chị có thể nói được không? Nếu dù phần tâm linh là có nghĩa là anh nói người mất á, đúng không? Chủ quyền. Em chưa bao giờ lên, em cũng chưa bao giờ khóc. Ví dụ như là đi đình đi miễu, ví dụ vậy em không có múa tầm bậy bạ đâu. Ví dụ như đình có cái ngày đó tổ chức, thì em sẽ hành gia em múa cho mấy anh coi chứ. Đụng đâu múa đó em múa. Em múa. Dù em không học nhưng mà em múa được. Em không có múa mà đi đây đó là không có. Rồi em múa xong thì người ta nói em là do bóng xà bàn của ông nội nhập. Em cứ nghe bà con ta nói vậy vậy thôi. Chứ còn lên xuống em chưa bao giờ lên xuống. Nhưng mà chị có ha, lúc trước là chị hai vị phần năm dẫn chị đi, bây giờ còn dẫn chị đi không? Còn, nhưng mà năm nay chị phải ở lại, năm nay Giáp Thìn là không được đi. Người ta nhờ chị nhờ... đi giáp rồi nên nó phải dở lại trụ, nếu đi được hết năm Giáp Thìn mới đi. Có nghĩa là người ta nhờ mình giúp chứ đâu phải là dẫn đi. Thì là người ta mong muốn cái điều gì đó, ta dẫn chị đi, chị phải đi theo. Thì vậy là đi chỗ, tất nhiên là đi giáp rồi. Rồi bây giờ là qua giáp nữa mới đi nữa. Ví dụ bây giờ như Hải nói chị á, ví dụ như em mà ngồi với anh hai đi, thì sau lưng anh hai có một người mất. Thì người ta nói bây giờ mày đi theo tao, đi theo đó em sẽ đi. Mà với điều kiện là để tao kêu chị vú hoặc quản gia có chịu trở tao đi không, tao mới đi theo mày, mày mới dẫn được. Thì dẫn đi nhưng mà không có đi thường như hồi đó. Không có đi thường. Có người ta nhờ. Mà sợ ma lắm anh hai ơi, thấy vậy chứ em sợ. Em rất là sợ ma. Em thấy như mày gán kìm. Tại vì em có từng chết đi em thấy người thân khóc làm sao nên em thấy họ nên em muốn
Nhưng mà chị cũng đã gặp những cái phần nó thường mà sao chị lại sợ? Sợ Chúa luôn á. Rất là sợ. Chị mới vừa kể là chị chết đi, chị thấy bữa tháng 10 nè. Người ta khóc. Anh nhớ hồi nãy mình vô có cái chỗ mà cái mồ má không? À thì em từ bên nhà Úc em về đó. Không ai về, tao nghe nhà em á tháng 10 rồi đám cưới một cậu. Em đi về tới mồ đó đó. Cái ông đó ông tìm con gà, cái em ngồi đó em giỡn em chơi. Cái xuống là chỗ cụ mẹ nãy của mình nè. À. Tới đó em nằm đó luôn, em nằm mấy tiếng đồng hồ bất động diêm vương luôn vậy mà ba người tới nhanh vậy mà kinh em sao tới cầu lọt á, cầu nãy á. Lọt xuống đó. Mà lúc em để em tin ngựa nha. Em muốn vô xác em vô không được. Vô cái lại thì được ngang hai cái xẹt cái tia nắng ra xẹt ra tới trường mộng bác sĩ tây y vô á. Ông kêu mọi người tính ra hết khỏi chỗ này ngồi xuống hết. Tới đó em mới nhập vô được bác sĩ mới đỏ tim mạch lại được á. Mới mượn đây chứ đâu, mới năm gọi đó. Là mình muốn vô mà nó xẹt ra. Ờ, ví dụ em đợi anh là toàn người sống em thấy là thường ngày là em biết đó là cậu em đúng không? Em biết anh là anh hai đó, em biết anh đó. Mà tới đó em thấy anh quen lắm. Mà vô không được. Không biết anh tên gì luôn. Em nói sao mình khóc hoài trời. Không tin chỗ. Mà mình vô cái xác mình là mình vô không được là nó có một cái lực nóng hay là nó có một cái gì đó. Ở đằng cái anh á, bữa đó là nguyên gia đình em vậy nè, cứ khóc không à. Mà cái em sen ở đây lúc đầu tự nhiên lên lưng cánh xẹt ra nguyên rửa sáng vậy đó. Mà không? Sáng là sáng tự trong cái người còn sống hả? Đúng rồi, người còn sống. Như là cái người sống vậy, như là đúng người rồi. Hải vậy, đúng rồi. Đúng rồi. Nó xẹt ra, nó xẹt cái nguồn năng lượng. Mà lúc đó em thấy anh á, là bằng ngày bền lúc mình không chết là thấy biết em đúng không? Nhưng mà lúc đó chị không biết được. Không biết được, chị thấy rõ ràng, chị cứ nói, ủa sao khóc quen dữ lắm quen mà chị còn kê mặt cho chị vợ mà. Nói sao mấy ông nội thế này tự nhiên khóc dữ vậy hả? Nói sao mà khóc, ủa sao tôi nằm đó mà tôi vô không được. Tới chừng mà nhà rước cũng có rước thầy luôn mà. Thầy nói, đi rồi, cái hồn nó đâu rồi, cái lên ngay chỗ hồi nãy đó. Không thấy hồn em đó nữa. Rồi cái bà quản gia nãy đó, chạy ra cái chợ nãy mấy anh em đó, mua cái khăn mù so, mua mấy cái khăn mù so luôn mà. Biết khăn mù so đúng không? Khăn mù so. Khăn để làm gì chị? Về hay làm thì không biết. Trong mình thì giờ còn khăn mù so nữa. Thì đâu phải có cái khăn mù so. Xong rồi cái vô cái bác ông đó nói là xong rồi. Cái bác sĩ vô không nhỏ bác sĩ là bữa nay là chắc cũng xanh cỏ rồi. Bác sĩ vô lần hồi mới đo mạch lạc gì đó. Mà nằm mấy tiếng ngồi luôn không còn gì. Mà cái ngực chỉ còn nóng. Nó cái tội mà đi lang bạc thấy ma đi xuống tới đó nằm đóng đó. Ma nó vẫn là chị, vẫn chị sức hồn vậy ha, mất hồn chị. Rồi chị hồn chị đi lang thang nhưng mà người nhà đem chị đi vô bệnh viện. Nhưng mà chị không, nhà mình đằng này nè, nhà nó chị không vô. Rồi chị tại thấy vì chị quen. Chị xỉu xong rồi đó là chạy đi kêu thầy thôi. Tại vì ở làng mình là hồi xưa giờ anh về người khuất mặt là dẫn đồ, lúc nào đi dài đường cũng thấy mà. Bây giờ nó cũng còn thấy mà. Do chắc nói chắc nhỏ này chắc đã đi ngay trùm mã đó rồi đó. Chắc nó nói cái gì rồi đó. Nó bắt đầu nhà mình mới đi kêu thầy thì nhỏ. Còn cái lúc mà chị nhập được vô cái cơ thể chị thì lúc đó nhỏ bác sĩ ở đó, nhỏ bác sĩ kêu cả nhà mình dẹp ra hết rồi để mình chị nằm trên ngựa đó. Nó vô được. Có một mình tấm lỏng hết mới vô được. Đúng rồi. Còn nếu mà người ta bao dây thì nó có một cái nguồn năng lượng nó tỏa ra vô không được. Lúc đó em chỉ nhớ được lúc đó thôi, mà khi em nhập được cái xác rồi em nhìn như người khùng vậy đó. Em nhìn nhà em không biết ai trơn mà em nhớ được có chút là mai mốt tôi có vậy là mơn nhà tính ra được có bu những cái tôi vô trời. Nó như vậy đó. Nguyên đám cưới nãy cho anh đậu xe đó chạy qua hết luôn mà. Ngày mai là rước dâu cậu mà cậu cứ giáo mà. Chạy hết về bên đây luôn. Chuyện này cũng thật ly kỳ ha. Bà tao nói đi bà trợn đừng hỏi đường. Đừng hỏi đường. Không, em hỏi được chị em cũng bó tay luôn. Lúc hỏi đường là thấy có triệu chứng rồi đó. Đừng hỏi đường em không có biết đường đâu. Chị em hỏi đường là hơi bỏ tay luôn. Không hỏi đường. Gửi Google Maps bà nói mày chỉ tao gửi chứ mày chưa chỉ tao coi rồi. Bà nói mà coi không được. Lúc mấy anh cha mấy chị em mình đi xuống nhà con nhớ chị Kèo đó thì chỉ tôi coi vợ thì ai kêu đến nhảy bước bấm thì bấm thôi chứ. Quá là chỉ tôi coi rồi biết. Nói cái máy đó trời trời về rồi đó. Mà cái lúc mà xuất hồn ra chị cũng đã làm ma được khoảng mấy tiếng hồ vậy mà cũng còn sợ ma hả? Trời không sợ. Mình cũng làm ma được mấy tiếng hồ chứ bộ. Ôi nhiều con ma nó có học rồi đó mày xuống không biết gì lắm mày ngồi đứng mình té mày chết. Mà lúc mà chị xuất hồn ra có bị ma nào nó lấn gì không? Không, có hai ba người đứng rủ tôi đi, tao không đi, tao thấy người khóc qua tao, tao cứ đứng là tao dòm người ta không thôi. Cái lúc đó có người rủ chị đi. Đúng rồi. Tại vì lúc mà mới xuất hồn ra là còn khờ lắm. Không có làm, khờ lắm. Ý chị nói là khi mà con mấy con ma, mấy
ma kia rủ chị đi luôn. Mấy ma kia lành. Tất nhiên là ở đó cũng có. Nói chung là nhân gian đồng nhất lý.